Dạ yeah, hello xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với trang bán điện thoại cũ di động ở La Thành Phú nha Trưa hôm nay thì cũng như mọi ngày em vẫn lên video bán hàng hàng ngày nha mọi người nha Thời gian mùa dịch này thì em vẫn gửi hàng toàn quốc Thời gian giao nhận của bên em thì nó dao động từ 4 cho đến 14 ngày tùy vào khu vực nha Những khu vực mà đang có chỉ thị 15 thì sẽ rơi vào từ 4 cho đến 10 ngày Và những cái khu vực có chỉ thị 16 nó có thể là cao hơn và đó là cái thời gian mà bên đơn vị vận chuyển người ta ra Còn nếu mà cái thời gian thực tế thì nhiều lúc nó có thể nhanh hơn Tại vì có một vài đơn em gửi chỉ có một hai ngày là khách em đã nhận được ngay ha Thì mọi người cái thời gian giao nhận hàng của em trong thời gian này nè Nếu mà mọi người nhận hàng khoảng mấy ngày mọi người comment vào bên dưới giúp em ha Thì ở đây em xin nói sơ về cái hình thức mua bán bên em nha mọi người nha Tất cả những mặt hàng của em lên video hàng ngày thì có rất là nhiều khách hàng đã xem video của em rất là nhiều rồi biết viết về cái hình thức mua bán bên em rồi thì có thể là lướt qua cái đoạn giới thiệu này nha ở đây em giới thiệu là cho người mới xem người mới biết tại vì người mới xem video của em rất là nhiều nha mọi người thì thời lượng lên video của em hàng ngày là nó từ 11 giờ 30 cho đến 12 giờ 30 hàng ngày trên trang Facebook di động online thành phố hoặc là trên ứng dụng YouTube di động thành phố để nhận được thông báo khi em lên video sớm hoặc muộn thì mọi người chỉ cần bấm vào nút đăng ký kênh trên ứng dụng youtube mình vào youtube mình gõ chữ di động thành phố và mình bấm vào nút đăng ký này bấm vào cái chuông thì mình sẽ được nhận thông báo nha mọi người nha đây mình sẽ chọn là tất cả thì mình sẽ được nhận thông báo khi em lên video mới nhất nha mọi người bấm vào đăng ký và theo dõi facebook thì hoàn toàn miễn phí nha đây là facebook bên em ha facebook em vẫn đăng những video bán hàng và những hình ảnh bán hàng facebook thì nó dao động lưu loát hơn là bên ứng dụng youtube ha và ở đây mọi người mua hàng thì vui lòng để ý giùm em, đó là gọi điện trực tiếp giúp em nha. Vui lòng không nhắn tin qua Zalo cũng như là Facebook. Vì trong cái thời gian mùa dịch thì này nhân viên trả lời tin nhắn bên Zalo cũng như Facebook bên em đã nghỉ rồi. Hiện tại bây giờ chỉ còn có một mình em ở nhà làm thôi, tức là làm tại cửa hàng thì chỉ có một mình thôi. Thành ra là mọi người mua hàng vui lòng gọi trực tiếp giùm em nha. 0971172105. Đây là số điện thoại duy nhất bên em nha. Em chỉ sử dụng có một số điện thoại thôi nha mọi người nha. Tất cả đơn hàng bên em em sẽ gửi ra hàng đi toàn quốc và để tránh những cái trường hợp bom hàng hoặc là cố tình đặt hàng cho vui và không nhận á thì bên em sẽ nhận cọc trước là 50 ngàn cho một đơn máy dưới 2 triệu và 100 ngàn cho một đơn máy trên 2 triệu. Hình thức nhận cọc thì em nhận qua thẻ cào điện thoại mạng Viettel cũng được hoặc là qua chuyển khoản ngân hàng cũng được. Cứ gọi trực tiếp cho em, em sẽ tư vấn cụ thể nha. Em nhận cọc bao nhiêu em sẽ trừ ra bấy nhiêu nha. 0971172105 như ngày ở đây thì em bắt đầu giới thiệu hàng ngày hôm qua thì cái hàng iPhone 5s thì rất mong mọi người thông cảm vì cái hàng 5s mà ngày hôm qua em có lên video nhưng mà vì em không có giới thiệu nó là uh, tình trạng nó như thế nào thế nào thế nào đó mọi người và giá cả nữa đây 5s như mọi người thấy là ở đây thì em có rất là nhiều màu màu ray màu bạc màu hồng uh, Gold đó. tất cả những cái bảng 5s này bên em sẽ bao cho mọi người sẽ là pin trên 80 pin sẽ trên 80 mọi người nha Pin em sẽ bao trên 80% Và máy sẽ là máy nguyên rinh đẹp 99 hết Em có màu hồng gold, màu ray và màu bạc Màu bạc đợt này khá là đẹp luôn nha mọi người nha Màu bạc và màu ray đợt này khá là đẹp Nói chung là màu bạc và màu ray đợt này nó gần như là 99 luôn nha mọi người Đây Nói chung là nó thì vẫn là hàng cũ đã qua sử dụng Nhưng mà nói chung là nó còn đẹp và nó còn nguyên rinh luôn Kể cả pin này vẫn là pin theo máy mọi người nha Pin này vẫn là pin theo máy Và đây là bản 32GB Em bán ra em tặng đầy đủ phụ kiện như là sạc cáp nè, quay chọc sim, thẻ bảo hành. Chế độ bảo hành sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nhưng mà máy lỗi. Với điều kiện là không rơi vỡ và rớt nước nha. Đó. Và phần mềm em sẽ bảo hành cho mọi người là trọn đời máy. Tức là riêng phần mềm trên Samsung, iPhone bên em sẽ bảo hành cho mọi người là trọn đời máy nha. Một đổi một trong vòng 3 tháng cho mọi người yên tâm mà sử dụng nha. Những coi này là máy nguyên zin hết nha mọi người nha. Đây là máy quốc tế ha pin thì em sẽ bao cho mọi người là pin trên 80 phần trăm ví dụ như con này thì pin nó sẽ được là 88 nha nhưng bản này thì em vẫn chưa có cài tiếng Việt nha mọi người nha Ở đây thì khi em gửi hàng đi đó, em sẽ cài cho mọi người sẵn là tiếng Việt hết nha đó. Khi em gửi hàng đi em sẽ cài sẵn tiếng Việt ví dụ như là như thế này Đây một con như thế này khi em gửi hàng đi nha mọi người nha, em sẽ cài sẵn đó là tiếng Việt và em sẽ tải sẵn là Zalo, Facebook, YouTube. Nói chung là em cài sẵn sàng hết. Mọi người chỉ việc về bỏ sim và sử dụng thôi, đó. Đây em cài sẵn hết Zalo, Facebook, YouTube. Những cái dòng 5SE này bây giờ mình học online vẫn được nha, nhưng mà nó cái màn hình hơi nhỏ. Nhưng mà với cái cấu hình này thì nó rất là mạnh nha mọi người nha. Cấu hình của 5SE thì nó mạnh ngang ngửa với hàng iPhone 6S. Thì mình có thể là sử dụng cho cái chế độ học online là vô tư luôn nha mọi người nha. 5 SE ở đây em có hai bản, bản Nhật và bản Mỹ nha. Hai bản này thì đều đồng giá cả. Không dính tài khoản ai cloud ha. Vân tay đầy đủ nha mọi người nha. Đó. Thực chất thì những cái bản này nó rất là được ưa chuộng mọi người tại vì nó là thứ nhất là nó 32 g và thứ hai nữa là nó là cái 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 thiết kế của nó rất là đẹp mọi người. Đây, thiết kế của nó rất là đẹp ha, vuông vắn bo góc. Bán ra được tặng kèm theo là sạc cáp rồi nữa nữa ha. Thì nếu mà đây là pin zin theo máy nha mọi người nha, pin này sẽ em bao trên 80%. Còn nếu như mọi người muốn hỗ trợ thay pin mới thì bên em sẽ hỗ trợ thay pin mới và bảo hành kèm theo phần cứng đó là một đổi một trong vòng 3 tháng pin. Thì muốn thay pin mới bên em hỗ trợ là 100 000 Và giá máy thì bên em đang bán với mức giá là 2 triệu mốt nha mọi người nha. 2 triệu mốt là một con máy nguyên zin như thế này, pin vẫn là pin kèm theo máy nha. Và một bộ sạc cáp quay chọc sim. Đó thẻ bảo hành thì với mức giá là 2 triệu mốt nếu mà mọi người không lấy bộ sạc cáp thì em sẽ giảm trực tiếp đi đó là được 200.000 trực tiếp đi là 150.000 em nói nhầm 200.000 là cho những cái dòng như là iPhone 8 thôi tại vì nó sử dụng uh, sạc nhanh 20W đó. đó đây em giảm trực tiếp là 150.000 nha mọi người nha là còn 1.950.000 cho bảng 32GB máy ring đẹp 99 hỗ trợ khách hàng khi mua kèm máy muốn thay pin mới để được bảo hành pin thì bên em sẽ hỗ trợ với mức giá là 100.000 nha còn riêng pin theo máy này em sẽ không bảo hành nha Em chỉ bao trên 80% thôi Còn lại không bảo hành pin theo máy nha Tiếp theo thì ở đây em về được cái hàng Samsung S9 Đây mọi người Samsung S9 Ở đây thì em có 3 mã màu của Samsung S9 Đó là màu đen, màu xanh và màu tím nha Hàng Samsung S9 bên em về là hàng 99,9 luôn Bản một sim ha đây là Samsung S9 nha mọi người nha. Máy là nguyên siêu. Nói chung là hàng này thì nó rơi vào tình trạng là đẹp khoảng tầm 99% mọi người Samsung S9 nha, bản Mỹ nha mọi người nha Máy đẹp 99 luôn Thì em không chuyên về quay phim lắm Cho nên nhiều lúc là quay phim nó không được đẹp, không được rõ Thì rất mong mọi người cứ để lại comment bên dưới nha Mọi người muốn mua những cái dòng sản phẩm, những cái dòng máy nào bên em á Ví dụ như là muốn bên em tìm cho những cái dòng máy nào á Thì cứ comment vào bên dưới Bên em sẽ cố gắng tìm và đáp ứng đầy đủ nha mọi người nha như ở đây là Samsung S9 bản Mỹ chip Snapdragon này. Con chip để chuyên chơi game đây mọi người thì mọi người yêu cầu khá là nhiều thì ở đây thì em đã ngày hôm nay thì em đã về được một lô cho cái bản Samsung S9 bản Mỹ này rồi ha. Bản Mỹ thì nó chỉ có một sim thôi, S9 này thì nó là một sim nha. RAM của nó sẽ là 4GB và bộ nhớ sẽ là 64GB. Thì cái dòng Samsung S9 thì nó quay phim chụp ảnh thì khỏi chê nha. Đó mọi người thấy là ở đây thì cái chế độ quay phim của nó đây cho phép ha quay phim nha mọi người đó camera trước camera trước của máy vẫn có thể sử dụng để quay phim nha mọi người nha đây vẫn sử dụng để quay phim mình để livestream hay là làm một cái việc gì đấy ha còn nếu mà quay phim mà quay phim camera trước mà quay mặt em vào thì thôi <laughs> bỏ camera ha tại vì nó khá là xấu xí nha mọi người đó, chụp ảnh ha Nói chung với dòng Samsung S9 này mà chuyên về làm Vlog quá thì nó là tuyệt vời luôn Và những cái bản này bên em với mức giá rất là hợp lý luôn Chỉ mức giá là 3 triệu tư thôi Nó giảm đi so với một cái bản mức giá tầm trước là lên đến là gần 500 ngàn rồi mọi người Đây 3 triệu tư cho một bản máy đẹp rin 99 nha mọi người nha Máy rin đẹp 99 luôn RAM 4GB và bộ nhớ sẽ là 64GB Đó. À. Samsung S9 nha mọi người nha Ở đây thì em có màu xanh nè thì những cái siêu dáng này mình về bảo dán vào tại vì đây là hàng đẹp gần như là 99 cho nên là mình sẽ hạn chế được đi cái trầy suốt cái mọi người trừ khi khi gửi thì mình cho vào bọc thì không nói làm gì còn ở đây thì khi em chất hàng lên đó mọi người và chất ra tủ nữa thì sợ nó trầy suốt đây là màu đen ha đó tất cả đều là máy rinh đẹp màng không ám mối nha mọi người nha máy là nguyên rinh áp suất luôn màu đen ha và màu tím những bản này em bán ra em tặng phụ kiện gồm có là một bộ sạc nè một que chọc sim một tai nghe akg thì bên em chỉ với mức giá là 3 triệu tư thôi nha tất cả các đơn hàng em sẽ gửi hàng di toàn quốc trừ những khu vực mà đang phong tỏa dịch mà cực kỳ nặng luôn ha bây giờ hiện tại thì long an đồng nai thành phố hồ chí minh thì em cũng đã gửi hàng vào được và cái thời gian giao nhận trong những khu vực mà từng bị nặng thì nó sẽ rơi vào là từ bốn cho đến 14 ngày đa số là phải trên 7 ngày đa số là phải trên 7 ngày ha và cái cước vận chuyển vào đấy bây giờ rất là cao rồi nhưng mà cước phí vận chuyển bên em đồng giá chỉ có 40.000 cho phí vận chuyển thôi là toàn quốc luôn mọi người mua bất kỳ mặt hàng nào chỉ với 40.000 trong phí vận chuyển thôi còn nếu mà tin tưởng chuyển khoản thẳng luôn cho em luôn thì phí vận chuyển bên em chỉ với là không đồng em sẽ miễn phí vận chuyển hoàn toàn 100% nha nếu mà cho khách hàng tin tưởng chuyển khoản thẳng nha mọi người nha và tiếp theo ở đây em có được cái hàng Samsung S10 À khoan ở đây Ngày hôm nay có trước một cây này trước ha Đây là một cây Oppo F1S nha mọi người nha Cái này thì nó là RAM 4GB Và bộ nhớ của nó sẽ là 32GB Oppo F1S hay mình cứ gọi nó là A59S nha mọi người đó mình có chỗ thì gọi là F1S, có chỗ thì gọi là A59S Tại vì hai bản này nó là nó tương đương nó là RAM 4 và bộ nhớ của nó sẽ là 32 GB nha mọi người nha. Con này thì hàng đã thay vỏ nha mọi người. Con này là thay cái nắp lưng này một lần rồi nha. Đó, và đây chính là chính em thay ha, thay cái nắp lưng này. Thì con này thì em bán ra với mức giá là chỉ 1 triệu 2, 2 thôi. Em tặng kèm thôi đó là một bộ sạc, một que chọc sim và thẻ bảo hành bên em nha. Đó. Thì những cái với đối với những cái bản thay vỏ này thì bên em sẽ bảo hành cho mọi người sẽ là 3 tháng nha. Đó. Sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng. Đây là Oppo F1S nha hay mình cứ gọi nó là A59S thôi RAM 4 và bộ nhớ của nó sẽ là 32GB Đó. Nhưng bản này thì camera nó thua cái dòng S9 nha mọi người nha Nó bị chó ở cái ánh nắng ở ngay chỗ cửa sổ của em nè Ngay chỗ cái 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 máy quay của em nè F1S nha mọi người nha Bản thay nắp lưng nha Con này là thay nắp lưng nha mọi người nha Tình trạng máy như thế nào thì em sẽ báo rất là rõ ha Tình trạng này là thay nắp lưng nha mọi người nha Oppo F1S ha Em bán với mức giá là 1 triệu 2 thì tặng kèm theo đó là một bộ sạc cáp quay chọc sim và thẻ bảo hành nha. Tiếp theo thì ở đây là cái hàng Samsung S10 Plus mà bản cao nhất trên thị trường luôn. Bản cao nhất thị trường mà mọi người, bản bộ nhớ cao nhất trên thị trường mà mọi người hay yêu cầu em á. Thì ngày hôm nay em đã, bắt đầu đã có rồi. Đây thì nó là màu đen ha. Ở đây thì em có được bốn máy bản 512 g nha mọi người nha. Samsung S10 Plus nha. Máy đẹp chín chín luôn Nếu mà tìm những con máy nào mà đẹp hơn nữa thì chỉ có là hàng đập hộp ra thôi Con này thì ngang ngửa với hàng đập hộp luôn nha mọi người nha Đó 512GB ha Dung lượng còn trống là 458GB nha mọi người nha 458GB Đó RAM 8GB và bộ nhớ của nó sẽ là 512GB đây Samsung S10 Plus nha mọi người nha Thì dòng này bên em á thì đang bán với mức giá là 6 triệu 800 ngàn Thì em bán rồi em tặng cho mọi người đó là một cái tai nghe của S10 đó, Một tai nghe S10 nha Và kèm theo đó là một bộ sạc nhanh Một que chọc sim và chế độ bảo hành Chế độ bảo hành bên em vẫn sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng với máy lỗi Và phần mềm sẽ được bảo hành cho mọi người sẽ là trọn đời máy nha Samsung S10 nha mọi người nha Tất cả đều là 1512 ghi nha mọi người nha. tất cả đều là 512 ghi. Nhưng bản nào mà quay phim chụp ảnh thì nói chung là khỏi chê luôn. Đó, camera đây. Khỏi chê ha. Cam trước. Đây mọi người, rất là sáng ha, cam trước rất là sáng luôn. Nhưng mà nhìn cái mặt em vào là sáng bóng luôn rồi, sáng bóng rồi ngược lại cái cái máy livestream luôn á mọi người, nó rọi ngược lại cái với cái máy livestream luôn rất là sáng bóng nha mọi người nha nói chung là những dòng này mà quay phim chụp ảnh thì khỏi chê rồi Samsung S10 Plus nha mọi người nha đó. đây là bản Mỹ bản một sim nha mọi người nha với bộ nhớ khủng bộ nhớ cao nhất trên thị trường cho cái dòng S10 Plus này đó là 512 g nha mọi người nha 512 g nói chung là 512 g thì sẽ xài em đảm bảo là rất rất là mạnh luôn Tại vì với cái bộ nhớ đó thì nó sẽ không bao giờ mà cạn kiệt được đâu mọi người trừ khi mà mình tải phim tải liên tục liên tục liên tục thì nó mới cạn kiệt được thôi 512 GB thì rất là khủng nha mọi người nha. S10 Plus. Máy đẹp 99,9 luôn nha mọi người. Đây. Bản một sim nha, Samsung S10 Plus. Ở đây thì em chỉ có bốn máy thôi nha mọi người nha, S10 Plus. Thì mọi người ở xa muốn mua hàng bên em thì vui lòng không nhắn tin qua Zalo và Facebook nha mọi người nha. Mọi người mua hàng cứ gọi trực tiếp cho số điện thoại của em đó là 0971172105 nha. Thời gian hoạt động bên em thì sẽ rơi vào từ 8 giờ sáng hàng ngày cho đến là 19 giờ tối tức là từ 8 giờ sáng cho đến 9 giờ tối có rất nhiều khách hàng gọi cho em nói là sợ em ngủ trưa thì em cũng rất là cảm ơn nhưng mà thực chất em không có ngủ trưa đâu mọi người thời gian làm của em là từ 8 giờ là xuyên suốt cho đến 9 giờ luôn nha từ 8 giờ cho xuyên suốt cho đến 9 giờ trừ trừ những lúc mà ví dụ như là chạy xe đi đâu đó thì không thể nghe máy được thì có chứ còn thực chất thì cái thời gian làm việc của em thì xuyên suốt nha mọi người nha dạ rồi một lần nữa em xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem video trưa hôm nay của em nha